Hoa Kỳ cấp hộ chiếu đầu tiên có phân loại giới tính X. Hoa Kỳ đã phát hành hộ chiếu đầu tiên mà có chỉ định giới tính X, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc công nhận quyền của những người không xác định là nam hay nữ và hy vọng có thể cung cấp tùy chọn này rộng rãi hơn vào năm tới, theo Bộ Ngoại giao cho biết vào hôm thứ Tư. Dana Zim là một nhà hoạt động liên giới tính từ Fort Collins ở Colorado nói với AP trong một cuộc phỏng vấn rằng họ đã nhận được hộ chiếu. Kể từ năm 2015, Jim đã tham gia một cuộc chiến pháp lý với Bộ Ngoại giao để có được hộ chiếu mà không yêu cầu Jim nói dối về giới tính bằng cách chọn nam hay nữ. Trong khi Jim, 63 tuổi, cho biết cuối cùng cũng rất xúc động khi có được hộ chiếu, mục tiêu là giúp thế hệ tiếp theo của những người liên giới tính giành được sự công nhận là công dân có đầy đủ các quyền. Jim cho biết Tôi không phải là một trở ngại, tôi là một con người, đó là vấn đề. Jim được sinh ra với các đặc điểm giới tính không rõ ràng, nhưng được lớn lên như một cậu bé và đã trải qua một số cuộc phẫu thuật không thành công để có vẻ ngoài hoàn toàn là nam giới. Theo hồ sơ tòa án, Jim phục vụ trong hải quân với tư cách là nam giới, nhưng sau đó được xác định là người liên giới tính khi đang làm việc và học tập tại Đại học bang Colorado và trước đó bộ ngoại giao đã từ chối cấp hộ chiếu cho jim những người ủng hộ người ca ngợi công việc của jim cho biết quyết định của hoa kỳ tham gia hơn một chục quốc gia hiện đã cho phép lựa chọn giới tính thứ ba sẽ cho phép mọi người đi du lịch như chính con người thật của họ và có thể giúp họ an toàn hơn khi làm điều đó bộ ngoại giao mỹ hiện cũng cho phép người nộp đơn tự chọn giới tính của mình là nam hoặc nữ không còn yêu cầu họ cung cấp chứng nhận y tế nếu giới tính của họ không khớp với giới tính được liệt kê trên các giấy tờ tùy thân khác của họ